là Buri NKBBMRBA. Buri này là Buri của thằng Huvenal 541 á, nó cũng dùng Buri này nha anh em. Bộ chế hợp khí Quadro thì Huvenal 541 cũng dùng bộ chế hợp khí này. À, tất cả vòng bi NSK, có nghĩa là trên máy nó có 7 cái vòng bi thì 7 cái vòng bi đều là của NSK hết. Và cái điểm này nó còn hơn cả Huvenal 541 luôn anh em. Ha, và bộ dây đai chất lượng cao thì nó cũng tương đương với là Huvenal 541 luôn. Đó, 9.4. Ha. Ở cái ngưỡng này thì đảm bảo anh em luôn, cái sức mạnh của máy vẫn là ok. Xăng nhất vẫn là đủ cho nòng để gọi như là bảo dưỡng bôi trơn làm mát cái nòng ha. Rồi vẫn đảm bảo cho anh em là cái mức tiêu hao nhiên liệu là nó tối ưu nhất. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng tập thể anh em đến với Thiền Quân Gia Lai nha. Thì trước mặt anh em đây thì đang có một con Tato 543. Con này thì tiền tốt, tiền chốt cho anh Tuân ở Lâm Đồng nha anh em. À, thì anh Tuân Lâm Đồng này thì anh có nhu cầu tiết nổ thì Thiền sẽ tiết nổ và hiệu chỉnh lại tốc độ máy để cho nó chuẩn hơn một xíu nữa, để cho anh em về anh em sử dụng cho nó ok hơn nha. Và bên kia thì có một con Tato khác và cũng 543 luôn, nhưng mà con này thì tốt cho anh Thuyên ở Mai Rắc Đắk Lắk anh em, mà anh Thuyên thì không có nhu cầu tiết nổ nên Thiền sẽ không có tiết nổ nha. Con này thì Thiền sẽ tiết nổ. Và như anh em biết là hiện tại Tato 543 là một máy trong phân khúc hàng Trung Quốc nha anh em, chứ không phải là hàng chính hãng nha. Giá thì chưa tới 4 triệu, cụ thể là 3.9 triệu, miễn phí vận chuyển cho anh em. Tặng anh em một chai nhớt Echo nè, một ổ quýt cải tiến ha, và một cái bộ lọc gió này mút chất lượng cao. Đồng thời thì bên nhà máy họ, bên công ty họ sẽ tặng thêm anh em một cái mỏng bảo hộ, nó bảo hiểm anh em, nó bảo hiểm Tato như thế này nữa. Và đảm bảo anh em luôn, trong tầm tiền này thì Tato nó khác biệt hoàn toàn so với những loại còn lại trên thị trường anh em, từ máy móc nè, tay ga, ống cần, rồi linh kiện theo máy, toàn là hàng loại xịn đó luôn anh em. Đảm bảo là xịn nhất trong tầm giá này luôn cho anh em rồi đó. Với 3.9 nha, anh em được miễn phí vận chuyển nha, tặng anh em từng ngày quà tặng. Và kèm theo này là kèm theo như thế này nha anh em, kèm theo một con dao nè ha. Dao là dao loại tốt nha anh em, chứ không phải là dao loại thường đâu. Đây anh em thấy con dao nè, dao này là dao 3.5 tấc, mời anh em gần đi để chúng ta xem cho nó rõ nha. Đó, dao đây là dao 3.5 tấc dài Harley nha, dao Tato và màu cam rất là kiểu như là chói lóa nha. Đó, dao hình chữ nhật nha anh em, dao rất dày luôn, Harley, dao này dày Harley và có lớp sơn nữa nên anh em cảm nhận nó dày rất là dày luôn đó ha, dao tốt luôn. Rồi kèm theo anh em là 8 mét cứ ga nè, hoặc ra thì nhà máy họ kèm theo anh em một bộ đồ nghề, một cái máy nhắn cỏ bắt nè anh em, hay khác biệt hoàn toàn so với những loại xoay xoay thị trường anh em, khác biệt hoàn toàn luôn ha. Một dây đeo hai vai chất lượng cao nữa nha anh em, đây dây đeo hai vai chất lượng cao, khuôn là khuôn của Huvenal 541 luôn đó. Anh em nào đang dùng những cái máy Huvenal 541 thì anh em có thể biết cái dây đeo nó tốt được, nó tốt chừng nào ha. Và cái dây đeo của máy Tato này thì nó y hệt với lại cái dây đeo của thằng Huvenal 541 luôn đó, y hệt luôn nha anh em, công năng sử dụng là y chang luôn, không khác gì hết luôn ha. Đó, ngoài thùng thì anh em thấy rất là rõ này, những cái biểu hiện, những cái ưu điểm gọi là ưu việt so với những loại khác trên thị trường như là Buri NKBBMRBA. Buri này là Buri của thằng Huvenal 541 á, nó cũng dùng Buri này nha anh em. Bộ chế hợp khí Quadro thì Huvenal 541 cũng dùng bộ chế hợp khí này. À, tất cả vòng bi NSK, có nghĩa là trên máy nó có 7 cái vòng bi thì 7 cái vòng bi đều là của NSK hết. Và cái điểm này nó còn hơn cả Huvenal 541 luôn anh em. Ha, và bộ dây đai chất lượng cao thì nó cũng tương đương với là Huvenal 541 luôn. Thì anh em thấy nó dùng rất là nhiều linh kiện chung với Huvenal 541. Và anh em coi cái tay ga mỏ dài này ha, tay ga mỏ dài chất lượng cao nha, cái khuôn tốt nhất thì hiện tại cái này, cái tay ga mỏ dài này thì nó có rất là nhiều khuôn nha anh em, rất là nhiều khuôn đó. Thì cái khuôn này là cái khuôn tốt nhất thì hiện tại rồi ha, bóp rất là êm, rất là nhẹ, không có bị đau tay nha anh em ha. Cái tay ga này, riêng cái tay ga này thì đảm bảo anh em luôn, nó anh em nếu anh em được chọn giữa tay ga này và tay ga cái khuôn giống Huvenal 541 á, thì đảm bảo anh em 10 người, hết 10 người chọn tay ga này anh em, bóp rất là nhẹ, không bị đau tay nha. Chứ còn cái khuôn tay ga của Huvenal 541 thì rất là đau tay luôn. Rồi, còn về máy móc á, thì nó dùng linh kiện cũng rất là tốt anh em ha. Piston NI, nắp được trợ lực JW Pro, côn là côn KSK, IC mâm điện là của Ibu ha. Đó, còn bật đèn trong máy là bật đèn của NSK rồi, khác biệt hoàn toàn so với là những loại cùng một khúc luôn anh em ha. Rồi, giờ thì Thiền sẽ tiết nổ ha. Và anh em tham khảo tiếng máy cũng như là tiết hiệu chỉnh là tốc độ của nó để anh em mình tham khảo nha. Công tắc thì đã bật rồi. Xăng thì cũng đổ luôn rồi, giờ bơm xăng nóng ngay giật nổ thôi anh em. Ha, giật trợ lực nên giật cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Nòng 41 ly nha anh em. Đó, anh em nghe tiếng nổ nè. Tiếng nổ nó xem với lại Huvenal luôn anh em. Giờ chúng ta coi từ thu máy nhé. Đây, tốc độ gan tư của nó thì nó rơi tầm khoảng 2.400 anh em. Lên thì lên nghe thử nhé. Đó,
ha. Nhà máy thì thường thường họ chỉnh tầm khoảng 9.000 thôi anh em. Đó, anh em thấy là nhà máy họ thường thường họ chỉnh tôi máy tầm khoảng 8.000 đến 9.000, loanh quanh ngưỡng đó thôi. Có nhiều lắm thì cũng 9.000, 9.200 thôi. Thì ở cái ngưỡng này thì máy anh em đảm bảo là nó sẽ mạnh nhất, ha, vào tả là nó khỏe nhất, độ bền là nó cũng tối ưu nhất luôn, nhưng nó sẽ hơi hao xăng hơn một xíu. À, nhưng nên nhiều anh em ở Việt Nam mình thì thường có cái thói quen là muốn máy nó tiết kiệm xăng á, thì thường chỉnh lại cho nó sẽ tiết kiệm hơn một xíu thôi anh em. Nói chung là tiết kiệm một xíu thôi, nhưng vẫn đảm bảo được tua máy, sức mạnh của máy và xăng nhất để đảm bảo vệ cái bộ linh kiện cơ khí trong máy nha. Rồi giờ thì chỉnh lại đây. Đang gần 9.000 đúng không? Anh em siết nó vào vô nè, một xíu luôn. Anh em chỉnh lên tầm khoảng 9.500 được. Đó, 9.400. Ha. Ở cái ngưỡng này thì đảm bảo anh em luôn, cái sức mạnh của máy vẫn là ok. Xăng nhất vẫn là đủ cho nòng để gọi như là bảo dưỡng bôi trơn làm mát cái nòng ha. Rồi vẫn đảm bảo cho anh em là cái mức tiêu hao nhiên liệu là nó tối ưu nhất. Chứ còn anh em ví dụ như anh em cứ ham tiết kiệm xăng quá, anh em phải siết cái ốc này vô ha, ốc ghê tốc độ cao anh em siết vô thì nó sẽ bóp xăng lại, chắc chắn nó sẽ tiết kiệm xăng hơn. Nhưng tua máy nó sẽ gắt quá thì nó yếu máy và không đủ lượng nhớt, lượng xăng để bôi trơn cũng như là bảo dưỡng bảo vệ cái nòng này nha anh em. Nên nhiều anh em mình ví dụ như là anh em cứ ham tiết kiệm xăng quá mà anh em chỉnh nó bị quá tay á, thì nó sẽ không tốt cho máy nha ha, lưu ý đó giùm thiện. Thì anh em chỉnh tua máy nó tầm khoảng 9.400, 9.500 là được anh em ha. Tua máy anh em để nè, khi anh em vào anh em nổ không tải bóp hết ga thì tiếng máy anh em vẫn nghe cái gì đó gọi là nó hơi hãm lại á, chứ không phải là cứ anh em chỉnh cho nó cố xong rồi anh em bóp ga nghe nó bốc thì bốc lỗ tai á là sai nha ha. Ở cái ngưỡng mọi tốc độ này á, thì anh em bóp hết ga không tải á, thì vẫn nghe một cái tiếng nó hãm lại anh em ha, giống như kiểu cái tiếng dư xăng á. Nó hạm cái tua lại là ok nha, chứ còn mà anh em chỉnh vô một xíu nữa tua máy rất là bốc, anh em bóp hết ga nó bốc như sướng đồ ta lắm, nhưng mà thực tế nó là sai nha anh em. Rồi đó, đơn giản như vậy thôi. Anh em nào quan tâm về con máy Tato 543 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc hiển thị hoặc là số điện thoại dưới phần bình luận á, thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về bộ này để nắm thêm thông tin nhé. Anh em xem video cho bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mình ra video mới anh em sẽ biết và xem thêm thời gian nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em, mình xem thêm cả anh em video nhé.